Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh lớp 5 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ phần 1 là mã Choose the word does have the underlying past pronoun different from the other. Mình sẽ chọn một cái từ mà có phần gạch dưới khác những từ còn lại nha. Giờ có số 1 thì là P, T, where và P. Vì mình thấy là cách đọc của chữ where là khác đúng nha. P, T, P, đều là âm P hết. Đây là âm where, where đúng không? Vì là mình thấy là đáp án C sẽ có cách đọc khác biệt nhất đúng không? Những từ còn lại. Giờ tiếp theo là câu số 2. Keep, finish, tennis và bạch kha. Như vậy mình thấy là bạch kha là cách đọc khác nhất đúng không? Vì vậy là câu số 2 này mình sẽ chọn đáp án D nè. Đáp án D. Đúng này. Skip, tennis, finish và tennis. Đúng không? Okay. Chữ này sẽ cách đọc khác nhất thôi. Tiếp theo là câu số 3. Steep, hungry, stroke và bird. Vì vậy mình thấy là cách đọc nào sẽ là khác nhất nè. Steep đúng không nè? Steep nó sẽ khác với hungry. Giờ câu số 3 này mình sẽ chọn đáp án. Đáp án A nhé. Giờ như vậy mình xong phần 1 la mã nhé. Giờ phần 1 la mã này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bằng. Các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp phần 2 la mã. Children of one L. Mình sẽ chọn một từ mà khác với những từ còn lại, khác về nghề nghĩa, không cùng nhóm với những từ còn lại. Như vậy là câu số 4, đáp án A là football, volleyball, fitness và table tennis. Như mình thấy là football là bóng đá đúng không? Là bóng đá, volleyball, table tennis đều là quả bóng hết, chỉ có fitness là không phải là quả bóng. Như vậy câu số 4 này mình sẽ chọn đáp án C nha. Finish. Tiếp theo là câu số 5. Never, không bao giờ đúng không? Usually, thường thôi. Always là luôn luôn. After là sao? Mình thấy là after sẽ khác biệt nhất đúng không? Như là câu số 5 này mình sẽ chọn đáp án D nhé. After. Nên đáp án ABC là mình nói về mức độ thường xuyên đúng không? Còn after là khác biệt nhất. Như vậy câu số 5 mình sẽ chọn đáp án D. Giờ tiếp theo phần 3 la mã, circle the mistake in the is sentence. Mình sẽ chọn một cái từ mà không đúng đúng không? Mistake không đúng. Giờ mình sẽ kiểm tra đáp án nào, cái từ nào không đúng trong 4 cái đáp án ABCD nha. Giờ tiếp theo câu số 6, mình kiểm tra xem cái từ nào không đúng. Giờ như vậy là we are wasting too few water and power. Chúng ta thì tiêu thụ quá ít đúng không? Nước và năng lượng. Như vậy mình hiện giờ là tiêu thụ quá nhiều chứ không phải quá ít đúng không? Như vậy too few đây là sai nha. Như vậy câu số 6 này đáp án mình sẽ chọn đáp án C nha. Too few thường là quá nhiều chứ không ai nói quá. Too few được, too thì không đi few được đúng không? Quá nhiều, hiện giờ đang sử dụng quá nhiều nước và năng lượng chứ không phải là quá ít được. Bây giờ chưa feel là sai vậy. Tiếp theo là câu số 7. There are only a little student at school today. Little đi với student là không được đúng không? Như vậy mình sẽ chọn là đáp án B. Little student là sai. Tiếp theo là câu số 8. What's mud? What's the idea in the butter? What's thì không đi với mud được rồi, đúng không? Không ai nói là what's mud, how mud đúng không? How mud chứ không có nào là what mud hết. Như vậy là câu số 8 này mình sẽ chọn đáp án là đáp án A nha. Câu số 9. They lie there, a sky at the moment. Như vậy mình thấy là
Like, ở đây là không đúng này. Like là không đúng. They like their sky nhiều. Đây là đáp án ngay là sang. Như câu số 9 này, like là ở đây, đặt đây là không đúng. Tiếp theo là câu số 10. The world needs more food because there are more people, đúng không? Vì mình thấy là từ nào sẽ đặt sai nè. Need đúng không nè? This more, vì need đây là sai. The world needs more, need đây là sai, đúng không nè? Như câu số 10 này, đáp án, chọn đáp án ngay nha. Giờ như vậy mình xong phần ba la mã nha. Phần ba la mã có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp phần 4 la mã rồi. Choose the best option to complete the sentence. Như vậy mình sẽ chọn một đáp án đúng nhất ha, lựa chọn đúng nhất để đưa vào cái phần trống, đúng không? Giờ câu số 11 này. My last S. Như vậy ở đây mình sẽ chọn từ nào cho bốn từ này? A B C D. Ở đây là N đúng không? Thường là S S đúng không? Kết thúc vào 11:30. Như vậy câu số 11 mình sẽ chọn đáp án A nhé. Lớp học của tôi sẽ kết thúc vào lúc 11:30. Tiếp theo là câu số 12. My father and my mother. Như vậy ở đây là hai người đúng không nào? Như vậy hai người thì mình phải chọn là A. Đúng. A chính là đáp án B, đúng không? Như vậy câu số 12 mình sẽ chọn đáp án B nha. Giờ tiếp theo là câu số 13. From how many blocks your school have land? Đang trả lời là 5 đúng không? Vậy là số nhiều. Block ở đây số nhiều thì mình sẽ xài. Sẽ đơn nhé. Vậy là how many blocks do your school have land? Như vậy câu số 13 này mình sẽ chọn đáp án B nhé. B, đáp án B nhé. Tiếp theo là câu số 14. I guess as 6. Every morning, then I go to school. Như vậy là ở đây mình sẽ chọn đáp án nào này? Rest, I guess rest, S, đúng không? Mình sẽ có ở đây là every morning, đúng không? Every morning thì mình sẽ có thêm ed. Rest này sẽ có thêm ed. Như vậy là câu số 14 mình sẽ chọn đáp án ngay nhé. Tiếp theo là câu số 15. My brother rests in the evening. Như vậy là em trai của tôi sẽ đánh dân của anh ấy, cũng của anh ấy. Của anh ấy thì sẽ là hit, đúng không? Như vậy là câu số 15 này mình sẽ chọn đáp án P nhé. Anh ấy đánh dân của anh ấy, đúng không? Tiếp theo là câu số 16. Ba living in a ba thì sẽ ở sống trong một căn hộ ở thành phố. Căn hộ ở thành phố thì chính là apartment. Apartment, căn hộ ở trong thành phố chính là apartment. Đúng nè. Như vậy câu số 16 này mình sẽ chọn đáp án. Đáp án A nha, apartment. Ba sống ở trong một căn hộ ở thành phố, apartment. Tiếp theo là câu số 17. Tony has a sore throat. Anh ấy bị đau răng, đúng không? Nên anh ấy không thể nói chuyện. Nói con sẽ là pick. Như vậy mình sẽ chọn đáp án C nha. Như câu số 17 mình sẽ chọn đáp án P, C. Đáp án C, pick. Anh ấy đau răng nên anh ấy không thể nói chuyện, đúng không? Tiếp theo là câu số 18. 18. He often travel. Anh ấy thường đi du lịch bằng bay car, đúng không? With my father, với là bà của tôi. Như vậy mình sẽ chọn là by và with. Như vậy đáp án nè, by with chính là đáp án B, đúng không? Như vậy câu số 18 mình sẽ chọn đáp án B nha. Tiếp theo là câu số 19. I ask my mother to my dog when I'm
I am not at home. Tôi nói mẹ của tôi trong hộ con chó khi tôi không có nhà, đúng không? Như vậy trong hộ có nghĩa là look after nha. Đúng không nào? Như vậy câu số 19 mình sẽ chọn đáp án B nha. Look after. Trong hộ con chó nha. Tiếp theo là câu số 20. Câu chuyện này thì không không hào hứng, đúng không? Có nghĩa là câu chuyện sẽ buồn tẻ. Như vậy buồn tẻ chính là boring, đúng không? Như vậy câu số 20 này mình sẽ chọn đáp án D nhé. The story is so uninteresting, which means that the story boring, đúng không? Giờ như vậy là mình xong phần phần 4 là mã nhé. Giờ thầy sẽ qua tiếp phần 5 là mã. The read the passage, the answer, and answer the question. Như vậy mình sẽ đọc cái đoạn văn này và mình trả lời câu hỏi, đúng không? Read the passage and answer the questions. Last summer, Dave spent his holiday in NHA Prang with his family. They went to Cam Ranh by plane and traveled from Cam Ranh to NHA Prang by bus. They stayed in a hotel near the sea. First, they visited beautiful offshore islands. Then, they went to see the giant Buddha statue in a nice pagoda. On the next day, they visited Trinh Nguyen Aquarium. Finally, they visited Vinh Phuoc Island by cable car. Of course, they took a lot of photos. They had a great time there. Là mình đã nghe đọc xong cái đoạn văn bản, đúng không? Bây giờ mình sẽ giờ như vậy là mùa hè năm ngoái thì cái anh này đã trải qua một cái mùa hè holiday đi Nha Trang, đúng không? Với là gia đình của anh ấy. Họ đi Cam Ranh bằng máy bay và du lịch từ Cam Ranh đến Nha Trang bằng xe buýt, đúng không? Họ ở trong một cái khách sạn gần bờ biển. Đầu tiên là họ đi thăm một cái đảo, sau đó họ thăm một cái tượng khổng lồ ở một ngôi chùa rất là đẹp. Vào ngày kế tiếp thì họ đi thăm khỉ cung Chí Nguyễn, đúng không? Và cuối cùng họ khăm hòn đảo bằng cáp treo. Tất nhiên là họ chụp rất nhiều hình. Và sau đó họ đã có một kỳ nghỉ rất là tuyệt vời, đúng không? Rồi sau đó, sau khi mình đọc cái đoạn này, mình sẽ trả lời các câu hỏi nhé. Rồi. Giờ phần 5 la mã này nha. Phần 5 la mã này các em có thể tạm dừng video và làm thử chứ phần 5 la mã. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm phần 5 do la mã nha. Như vậy là câu hỏi số 21 này. Hỏi là where did he go last summer? Có nghĩa là mùa hè nè. Anh ấy đã đi đâu nè. Như vậy mình thấy là Dea đã đi du lịch ở Nha Trang với gia đình của anh ấy, đúng không? Như vậy mình trả lời là Dea went to Nha Trang last summer. Mùa hè năm qua. Năm vừa ấy thì Dea đã đi Nha Trang, đúng không? Ở câu 22 là how did they go Cam Ranh? Anh ấy đi như thế nào? Có nghĩa là bằng phương tiện nào, đúng không? Như mình trả lời là they went to Cam Ranh by land nhé. Đi bằng máy bay, đúng không? Đây, they went to Cam Ranh by land. Giờ mình trả lời, đúng không? Tiếp theo là câu 23. Where did they stay? Anh ấy ở đâu? Như vậy mình thấy là anh ấy ở một hotel gần biển, đúng không? Đây. They stay in a hotel near the sea, đúng không? Mình trả lời là they stay in a hotel near the sea. Tiếp theo là câu số 24. Which lady they visit finally? Cuối cùng họ sẽ thăm ở nơi này. Như vậy mình thấy là ở finally. Finally they visit Vinh Phuoc Island by cab. Đúng rồi. Cuối cùng thì họ sẽ đi thăm cái đảo Vinh Phuoc bằng gì cáp, đúng rồi. They visit Vinh Phuoc Island by cáp. Còn 25. Did they take any photo? Họ có chụp nhiều hình hay không? Đúng rồi. Như mình thấy là yes, they did, đúng rồi. They took a lot of photo. Họ chụp rất nhiều hình, đúng rồi. Thì mình trả lời là yes, they did nhé.
Giờ như vậy là mình xong phần 5 La Mã nha. Giờ phần 5 La Mã này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp phần 6 La Mã luôn. Giờ phần 6 La Mã. Reorder the sentence and see the correct form of the word. Ở đây mình sẽ sắp xếp là và mình chia động từ cho đúng, đúng không? Sắp xếp là và chia động từ cho đúng thành một câu hoàn chỉnh nha. Giờ câu phần sao La Mã này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước phần sao La Mã. Sau đó đối chiếu với các bạn của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm phần sao La Mã câu 26 nha. Giờ mình sẽ ra đây mình thấy là many health nè, people nè. They are last, her, in a. Giờ mình sẽ đặt how many làm câu hỏi. Đây là câu hỏi đúng không? Giờ mình sẽ để là trước là how many. How many people are there in her last? Đúng không? How many? How many people are there in her lab? Đúng không nè? How many people are there in her lab? Rồi tiếp theo là câu 27. Mình thấy là girl father nè. Bus, work, her, by two. Như vậy mình thấy là ở đây có her father đúng không? Như mình her father. Ở đây là câu trả lời không phải câu hỏi, như mình để là her father đầu tiên nha. Her father go to work by bus đúng không? Her father go to by bus. Đúng không nè? Her father go to work by bus. Tiếp theo là câu số 28. Như là from a house there a garden. Her is a vegetable. Đây là câu hỏi đúng không nè? Vì mình sẽ để ID vào trước nha. Câu hỏi nên là ID. ID. Her house is front of a vegetable garden. Đúng không nè? Idea her house is front of a vegetable garden. Tiếp theo là câu 29. Như vậy đây là câu hỏi, như mình có thấy là how much đúng không? Mình sẽ đặt how much vào trước nha. How much do this stamp cost? How much do this stamp và cuối cùng là câu 30. Như vậy mình thấy đây là câu khẳng định đúng không? Như vậy mình sẽ đặt you làm chủ từ đúng không? You will have new friends soon. Soon. You will have lot of new friends soon, soon đúng không? Giờ như vậy là phần sao La Mã này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải một bài thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh lớp 5 nha. Nếu các em thấy thầy giảng dạy hiệu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.